Mến chào các cô chú anh chị gần xa đang xem kênh anh LTK Bonsai nha. Em tên là Ngọc Bích, em ở Lai Dung, Đồng Tháp. Số điện thoại liên hệ mua hàng của em là 0706 961 085. Hôm nay em có dìa một lô giấy ngũ sắc tông một cốt và giấy ghép nhiều màu các cô chú anh chị. Phần cuối clip thì em xin giao lưu thêm một số trang như là trang vàng và trang cam phần chậu ha. Đầu tiên thì em vô cây số 1, cây ngũ sắc nha. Trong clip lượt này em cũng rất mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị mình nha. Đầu tiên là cây ngũ sắc tông một cốt ha. Phôm tàn thì cô chú anh chị thấy phôm tàn nó rất là tròn ha. Vàng xương thì rất là dày đặc luôn. Cái này là lá thái. Lá thái nha cô chú anh chị, lá thái hồn thì nó rất là siêu bông ha. Đây màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu hồng sắc pháo. Một màu vàng thì nó đen lên bức nụ nha cô chú anh chị. Đây. Năm màu ha. Cao 1,5 m, tán ngang 1,3 m, hoành thân là 15. Đây. Thân cây rất là sạch ha. Một cốt khó khăn sạch ha. Cụ chuẩn một cốt luôn. Còn cái cốc bộ đế nè, bộ đế rất là sạch luôn ha. Đế thì không có chạy xước gì hết luôn. Rồi mã số 1 này em cũng xin giao lưu là 800.000. Em bao ship toàn quốc ha. Khi ship thì em ship luôn cả chậu luôn. Giấy thì trong quá trình thì ship thì nó sẽ rụng một số bông nha cô chú anh chị. Vì mình giấy thì nó rất là mau phát triển rồi luôn. Vì mình tưới nước nhiều vô ha. Nó rất là mau phát triển. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 cũng là một cây ngũ sắc luôn. Lá thái ha. Cây này thì đủ 5 màu luôn rồi. Phơm tàn thì chi nó đóng nè. Phơm tàn thì rất là tròn luôn ha. Vàng xương thì dày đặc. Các mắt ghép nè cô chú anh chị ha. Nó liền lại với nhau luôn rồi. Cây này ghép rất là lâu rồi nha. Hân thì hân à. Một cốt thì một cốt chuẩn luôn ha. Cao 1,5 m, tán ngang 1,3 m, hoành thân 15. Củ đế nè cô chú anh chị. Này đế này về mình sang chậu á, mình nâng cái bộ đế lên giúp em ha. Củ đế rất là đặc luôn. Rồi mã số 2 này em cũng xin giao lưu là 850.000 nha. Em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship thì ship luôn cả chậu cho cô chú anh chị mình luôn. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 cũng là một cây ngũ sắc luôn nha. Đây. Cây này cũng ghép 5 màu luôn. Cái này là đúng là chuẩn thông một cốt tàn dù luôn nha cô chú anh chị. Nè nó đưa nó chi ra nè. Đóng chi rất là đều luôn ha. Đây, cao là 1,5 m, tán ngang 1,3 m, hoành thân là 17 luôn. Củ đế nè, củ đế rất là đặc luôn ha. Đây, đế thì không có chạy suốt gì hết nha cô chú anh chị. Rồi mã số 3 nè, em cũng xin giao lưu là 850.000. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Khi ship ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 4 là một cây tứ sắc nha. Cây này là cho ra 4 màu. Đây. Cam, đỏ, dưa, vàng, trắng. Thiếu một màu hồng sắc pháo ha cô chú anh chị. Cây đen lên nụ rất là nhiều ha. Cao 1,5 m, tới nghe luôn. Thân cây nè đem ta thử. Thân cây là 12. Cây cũng rất là năng ha cô chú anh chị. Cây rất là năng cây luôn nha. Củ đế thì sập luôn. Cao 1,5 m, tới nghe 1,3 m, hoành thân 16. Mã số 4 em cũng xin giao lưu là 850.000. Phôm tàn rất là dày đặc nha cô chú anh chị. Này về mình để mình trưng trước nhà ha. Bông nó nở gỗ rất là đẹp luôn. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 cũng là một cây ngũ sắc luôn nha. Cái này là cũng tông một cốt luôn. Gốc thì gốc với Mỹ ha. Cao 1,6 m, tán ngang 1,3 m, hoành thân 11. Rồi mã số 5 này em cũng xin giao lưu là 800.000 luôn. Củ đế nè. Nó nhỏ gọn, đế rất là có duyên luôn ha. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 cũng là một cây ngũ sắc luôn. Ngũ sắc lượt này em về được 8 cây nha cô chú anh chị. 8 cây ha. Ưng ý cây nào thì ủng hộ nhà vườn em nha. Cao 1,5 m, tán ngang 1,3 m, hoành thân là 19 luôn. Đây, hàng thì đen lên nụ nha. Phôm tàn thì rất là dày đặc luôn. Chi đóng cũng đều nữa ha cô chú anh chị. Tông một cốt. Đây củ đế nè cô chú anh chị. Đế rất là lớn ha. Đây đế thì không có chạy suốt gì hết ha. Hoành thân là tới 19 luôn. Còn mã số 6 850.000.
em bao ship toàn quốc luôn, khi ship ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 10. Ủa mã số 7. Tiếp theo mã số 7 nha. Mã số 7 cũng là một cây ngũ sắc luôn. Tông một cốt, xoay một vòng cô chú anh chị mình xem ha. Phơm tè nè, tròn, dày đặc luôn. Cây thì là tông đúng chuẩn một cốt luôn ha. Nhìn dáng cây rất là căng xứng luôn nha cô chú anh chị. Cao 1m6, tán nghe 1m3, hoành thân là tới 15 luôn nha. Củ đế này về mình vô chậu á, mình nâng cái bộ đế lên giúp em ha. Rồi mã số 7 này em cũng xin giao lưu là 850.000. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 cũng là một cây ngũ sắc luôn nha. Đây. Cái này là màu trắng, phớt hồng, màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu hồng sắc pháo nha cô chú anh chị. Cây này là đủ bông ha, đủ 5 màu, đang bông rực rỡ luôn. Đang lên búp nụ nữa đây. Cao 1m4, tán ngang 1m3, hoành thân 15. Cây này nhỏ gọn nè, mình không có không gian nhiều á. Chân cây này cũng rất là đẹp luôn ha. Nguyên ở dưới đây thì nguyên một nồi đế luôn nè. Về mình sang cái chậu của cô chú anh chị, mình nâng bộ đế lên giúp em ha. Đế còn ăn sâu ở dưới nhiều lắm. Mã số 8 này em cũng xin giao lưu là 850.000. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Khi ship ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 cũng là một cây sakura luôn ha cô chú anh chị. Phơm tàn thì rất là dày đặc ha. Cái này về mình lấy được rất là nhiều bo luôn nha. Dán thì dán như bonsai vậy ha cô chú anh chị nè. Dàn xương ở trong mặt hoa sakura thì nó rất là đẹp luôn ha. Đây. Còn bộ đế thì rất là quái luôn. Đây. Đế rất là quái ha. Đế thì không có củ rất là sạch ha. Đây. Rồi mã số 9, cao 95, tán ngang 1m, hoành thân 18. Mã số 9 em xin giao lưu là 600.000. 600.000 là giá em bao ship toàn quốc nha. Tiếp theo mã số 10 cũng là một cây sakura luôn. Sakura này là mặt bông rất là đẹp ha cô chú anh chị. Khi nó mới chỗ nọ, chỗ bông thì nó là màu trắng ha, trắng như vậy nè. Khi mà bông nó nở gộ rồi thì nó sang chính giữa trên màu hồng, nhìn rất là đẹp ha. Cao 1m, tán ngang 1m, hoành thân 18 luôn. Củ đế rất là quái ha. Đây. Rồi mã số 10 em xin giao lưu 550.000. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Này mình để một cặp mình chân trước nhà rất đẹp ha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 11 cũng là một cây sakura luôn. Sakura đợt này em lên từ được tới 4 cây rồi nha. Đây, mặt hoa của nó nè. Sakura thì bông nó xoay chuyền quanh năm nha cô chú anh chị. Tất cả hoa giấy bên em ha, là bông là xoay chuyền hết nha. Mình chơi quanh năm luôn. Cao 1m, tán ngang 1m1, hoành thân là 15 luôn. Củ đế nhỏ gọn ha. Đế nhỏ gọn rất có duyên luôn. Còn mã số 11 em xin giao lưu 550.000. Tiếp theo mã số 12. Mã số 12 cũng là một cây sakura luôn. Sakura này cô chú anh chị mình lấy bo thì được rất nhiều bo ha. Cây đen cho ra nụ nữa nè. Đây. Rất là đẹp ha. Phơm tàn thì tròn nè cô chú anh chị. Tròn đều ha. Cao 1m05, tán ngang 1m15, hoành thân tới 13 luôn ha. Củ đế thì rất là quái luôn. Rồi mã số 12 em cũng xin giao lưu là 550.000, em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 13 là một cây giấy Đại Phúc ghép gốc Mỹ ha. Này tông một cốt nha. Hoa Đại Phúc nha. Hoa Đại Phúc thì nó màu tím. Cây này thì cao 1m1, tán ngang 80, hoành thân 13. Cây này về mình sen chậu á, gớm xứ á. Mình nâng cái bộ đế lên giúp em ha. Dán cây rất là quái luôn. Rồi mã số 13, 450.000. Em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 14.
Mã số 14 là một cây cẩm thạch ba màu ha. Một màu cẩm thạch màu trắng, cẩm thạch màu hồng và một màu tím nữa nha. Này là ba màu nha cô chú anh chị. Này. Nhìn dáng cây rất là đẹp ha. Dáng nè. Dáng rất là lùng lực nha. Củ đế nè cô chú anh chị, thấy củ đế nó ôm nè. Nó bó tròn nè, là gì mình vô chậu mình sen chậu á, mình nâng bộ đế thêm giúp em ha. Cao 85 ngang 85, hoành thân 19. Mã số 14 là 400.000 luôn. Em bao ship toàn quốc luôn ha. 400.000, giá cũng rất là mềm nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 15 là một cây hồng gân ha. Một hoa mà hồng gân nè cô chú anh chị. Cao 1m1, tán ngang 90. Hoành thân thì 14 nha. Phơm tàn rất là tròn luôn ha. Đây là màu trắng nè. Khi mà bông ấy thì nó chính giữa nó là có màu hồng ha. Cây này là xen kẽ hai màu, màu trắng màu hồng luôn ha cô chú anh chị. Nhìn giống này cũng rất là lạ ha. Cao 1m1, tán ngang 90, hoành thân là tới 14. Nguyên một nồi đế luôn nè. Này về mình xen chậu á, mình nâng bộ đế thêm giúp em ha. Đế rất là dày đặc luôn nha. Còn mã số 15 550.000, em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship thì em ship luôn cả chậu luôn ha. Tiếp theo mã số 16 là một cây đại phúc màu trắng. Đại phúc màu trắng ha. Bông thì là bông chùm chùm như thế này nha. Cây trắng này là trắng ngả ánh xanh ha. Đây. Cao là 90, tán ngang 90, hoành thân là 17 nha. Củ rất là đặc luôn nha. Củ rất là đặc luôn. Rồi mã số 16 em xin giao lưu là 650.000. Cây đại phúc màu trắng ha, ngả ánh xanh nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 17 là một cây đại phúc màu tím nha. Đây, cây này thì nguyên một màu tím luôn. Phơm tàn thì rất là dày đặc ha. Bông nè, bông nó thì đang chùm chùm, cây này cũng đang đâm nụ nữa nè. Cái gốc thì nhìn dáng cây như bonsai vậy nha cô chú anh chị. Đế thì đế sổ luôn ha. Đế sổ nè, rễ này nó ôm nhau ha. Rất là đặc luôn nha, củ đặc luôn. Cao 1m2, tới ngang 1m05, hoành thân 15. Mã số 17 này em cũng xin giao lưu là 700.000. Tiếp theo mã số 18 là một cái cây giấy hai màu nha, hai màu lửa. Một màu tím lửa và một màu đỏ lửa nha cô chú anh chị. Cái cây này về mình lấy bo, được rất là nhiều bo luôn ha. Phơm tàn của nó thì rất là dày đặc luôn. Đây. Bông thì xây chuyền quanh năm ha. Đây là màu tím lửa nè. Còn bên đây là màu đỏ lửa luôn. Tím lửa, đỏ lửa ha. Gốc thì rất là lớn luôn ha cô chú anh chị. Hoành thì tới 20 luôn ha. Củ đế thì không có hẹo, không gì hết ha. Đế rất là sạch luôn. Cao 1m1, tới ngang 1m45, hoành thân 20. Rồi cây tím hai màu lửa này, mã số 18 em cũng xin giao lưu là 700.000. 700.000 là giá em bao ship toàn quốc ha. Khi ship em ship luôn cả chậu cho cô chú anh chị luôn. Tiếp theo mã số 19 là một cây ba màu lửa nha. Đây, ba màu lửa, thường màu lửa lên thì nó rất là rực rỡ nha cô chú anh chị. Ba màu lửa ha. Đây là màu đỏ lửa, màu tím lửa. Và bên đây thì là một màu cam lửa nữa đây. Ba màu lửa ha. Rực rỡ luôn. Cao 1m1, tới ngang 1m15, hoành thân là tới 20 ha. Dáng nè cô chú anh chị, thấy cái dáng ha. Dáng nó như là dáng hình thú vậy ha. Em nói dáng giống thôi nha cô chú anh chị. Dáng rất là quái là đẹp luôn ha. Cũ thì không có chạy suốt gì đâu hết luôn. Ba màu lửa đang cực gỡ bông. Rồi cây mã số 19 này em cũng xin giao lưu là 600.000 luôn. 600.000 là giá em bao ship toàn quốc luôn ha. Khi ship thì em ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo 20. Cái điện thoại liên hệ mua hàng của em là 0706 961 085. Lấy em cái ghế luôn. Lấy thêm cái ghế một mà. Tiếp theo là em lên cho cô chú anh chị là một cặp tím tiết ha cô chú anh chị. Tím tiết một cặp như thế này ha. Đây. Hai cây. Một cặp tím tiết như thế này ha. Đây, em xay cây đầu tiên ha. Cây này thì
cao là 75, tán ngang thì 60, hoành thân là 10 luôn ha. Còn cây bên đây thì cũng tương đối với cây bên đây luôn ha. Một cặp như thế này thì em cũng xin giao lưu là 550.000. Màu tím tiết thì cô chú anh chị cũng biết rồi ha. Mặt hoa của nó khi chỗ gộ thì khoan chứ bạn, thì nó bông của nó thì rất là thơm ha. Cây này là chưa có chỗ bông hết nữa đây. Một cặp như thế này chỉ là 550.000, em bao ship toàn quốc luôn. Cặp thứ hai thì cái dáng của nó nè cô chú anh chị thấy dáng nó rất là đẹp ha. Cặp thứ hai mã số 21 cũng là một cặp tím tiết luôn. Đây em xoay một vòng cô chú anh chị mình xem ha. Hai cái đế nó là giống giống với nhau ha cô chú anh chị. Đây cặp thứ hai, cặp này về chân trước nhà ha, để trước nhà hay sân thượng gì rất là đẹp luôn, nhìn có duyên nữa. Cao 70, tán ngang là 65, hoành ở đây là 9 nha. Còn cây bên đây là cao 65, hoành ở đây là 10, tổng tán ngang là 56 luôn nha cô chú anh chị. Một cặp như thế này thì có giá là 550.000 luôn, em bao ship toàn quốc luôn ha. Đây rồi xuống cây. Tiếp theo mã số 22. 22 cũng là một cặp tím tiết luôn. Đây. Cao 80, tán ngang 73, hoành đây là 9. Còn cây bên đây, cây bên đây hoành là 10 nha cô chú anh chị. Hai cây thì em lựa cũng, nói chung là em lựa cũng cân đối với nhau ha, chứ không phải là chênh lệch nhiều quá nha cô chú anh chị. Rồi cặp 22 này, mã số 22, một cặp này em xin giao lưu cũng 550.000 luôn. 550.000 là giá rất là mềm hả cô chú anh chị, em bao ship toàn quốc luôn nha. Tiếp theo mã số 23. Mã số 23 là một cây cam cà rốt ha. Cam cà rốt này là em đã hừng chậu sống khỏe nha cô chú anh chị. Cây đen lên, lên nụ bông. Đây bông đen rực rỡ ha cô chú anh chị. Cái này về mình đem mình trực tiếp ra nắng được luôn nha. Cao 75, tán ngang 80. Cái này em đo nguyên một cụm nha. Cái này là độ khó khăn nó thấp ha. Này em tính là nguyên một cụm đi. Cụm này là 14 nha. 15, 14 em tính 14 thôi. Hay, bông rực rỡ luôn. Rồi mã số 23, 400.000. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Một cây cam hừng chậu rồi. Tiếp theo mã số 24 cũng là một cây cam hừng chậu luôn. Cam hừng chậu. Cây này đang lên búp nụ nha cô chú anh chị. Búp nụ rất là nhiều luôn ha. Cao là 75, tán ngang 80, hoành thân là 14. Về mình vô chậu gốm sứ á, mình trưng trước nhà rất là đẹp luôn ha cô chú anh chị. Nè cái cốt của nó nè, là thân có một cốt mà khó khăn thấp á. Rồi mã số 24 này có giá cũng 400.000 luôn. 400.000 là giá em bao ship toàn quốc nha. Tiếp theo mã số 25. Mã số 25 là một cây trang vàng nha cô chú anh chị. Trang vàng ha, phơm tàn thì rất là dày đặc luôn ha. Nhà vườn kê rất nhiều được kê rồi, nên vàng xương ở trong mà cô chú anh chị thấy, vàng xương khá là dày đặc luôn. Phơm tàn thì không khuyết chỗ nào hết nha. Cao 1m4, tới ngang 1m35, hoành thân là tới 16 luôn. Cây này có độ khó khăn luôn ha. Độ khó khăn là được 1,5 luôn, hoành thân là 16. Cái bầu em bứng rất là lớn nha cô chú anh chị. Đường kính mặt bầu là 40 ha. Bầu này là về cô chú anh chị mình căng từ 30kg trở lên ha. Còn mã số 25 này em cũng xin giao lưu là 700.000 luôn. 700.000 là giá em bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Và bao sống trong vòng 1 tháng luôn. Chú đi đường bên kia, quý đi đường bên đây. Tiếp theo mã số 26.
lên đi. Rồi. Tiếp theo mã số 26 cũng là một cây trang vàng luôn. Cây này thì đang lên búp nụ nè cô chú anh chị ha. Búp nụ tới đỉnh đọt luôn ha. Phơm tàn hay nè. Rất là dày đặc luôn. Cao là 1m6, tán ngang 1m1, hoành thân 20. Hoành thân là tới 20 luôn nha. Cây này trồng rất là lâu năm rồi ha cô chú anh chị. Nè, một vòng tay em ôm ha. Còn không muốn giáp luôn ha. Rồi mã số 26 này em xin giao lưu là 900 ngàn luôn. 900 ngàn là giá em bao ship toàn quốc ha. Và em bao sống trong vòng 1 tháng luôn. Xuống cây. Một cây như thế này rất là nặng ha cô chú anh chị. Phí ship cũng rất là cao luôn nữa. Tại em bứng cái bầu lớn ha. Cho tới khi gửi về cô chú anh chị mà cây nó không bị mất sức ha. Tiếp theo mã số 27. Ồ, cây này rất đẹp nha cô chú anh chị. Tàn thông luôn ha. Phơm tàn thông nè. Phơm tàn thì không phí chút nào hết luôn. Đây. Vàng lá thì quẳng xanh mướt ha cô chú anh chị. Lá rất là mướt ha. Cao 1m6, tán ngang 1m4. Hoành thân tới 19 luôn. Thân thì cây cũng có độ khó khăn luôn ha. Là độ khó khăn cây cũng từ cả tắt trở lên ha. Rồi mã số 27 này em cũng xin giao lưu là 900 ngàn nha. 900 ngàn. Cây trang vàng này về mình thường ha. Để Tết mà ra bông một cái rất là đẹp luôn. Tiếp theo mã số 28. Tiếp theo mã số 28 cũng là một cây trang vàng luôn nha. Đây, cây 27, cây 28, cây này được cặp nha cô chú anh chị. Em tại cây bầu lớn quá, em để lên bàn xay nó hơi bị nghiêng á. Về mình trồng mình chỉnh sửa thêm giúp em ha. Cặp 27, 28 này để trước nhà rất là đẹp luôn. Phơm tàn thì rất là lớn luôn. Cây này thì có chiều cao là 1m6, tán ngang 1m4, hoành thân tới 17 luôn ha. Nè, thân cây già nút da me hết trơn luôn. Rồi mã số 28 em xin giao lưu là 850 ngàn. Em bao ship toàn quốc luôn nha. Và em bao sống trong vòng 1 tháng luôn. Rồi mã số 28 cũng là mã số cuối clip ạ. Trong clip lúc này em rất mong được sự ủng hộ từ các cô chú anh chị gần xa dành cho nhà vườn em nha. Hẹn cô chú anh chị vào clip lần sau ạ. Xin cảm ơn.